Ông đi đâu bây giờ mới về vậy? Có biết 4-5 giờ sáng rồi không? Em cho anh đi đến 12 giờ, bây giờ chưa đến 12 giờ mà, còn có 5 phút nữa mới 12 giờ mà. Bây giờ mới 12 giờ thôi á? Trời ơi, em tưởng là 4-5 giờ sáng rồi. Thế anh ấy được ăn gì chưa? Còn em xuống em chuẩn bị cái gì để ăn cho ấm bụng không? Đã kịp ăn cái gì đâu. Vừa mới chuẩn bị về đồ ăn ra thì nhìn thấy là 12 giờ. Kém rồi, em phải chạy mau mãi về đó. Tại em đó, chúng nó bây giờ vẫn còn đang ngồi ăn say sưa đó. Cái ông này ông láo nhỉ. 4-5 giờ sáng rồi mà ông bảo với tôi là 12 giờ. Làm cho suýt đó tôi chuẩn bị lọ mọ. Ông hay quá ha. Anh mới là người phải hỏi em đấy. Em làm cái gì mà từ nãy đến giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa có cơm cho chồng ăn. Anh có nói dối đâu. Nè, 4:10 rồi. Chắc định 8 giờ rồi ăn sáng luôn chứ ăn khuya cái gì nữa. Ôi, kỳ lạ nhỉ. Em mới xuống bếp một tí chẳng lẽ mấy tiếng đồng hồ à? Có khi nào em bị bỏng du không? Em xuống đây em ngủ chứ em làm cái gì. Chắc định lại xuống trong lăn ra sofa xong ngủ mấy tiếng đồng hồ xong giờ đi lên kêu em mới xuống một tí. Anh ngồi trên này anh đợi. Gai hết cả cổ đây. Anh ngủ mấy giấc rồi đấy. Thôi đi ngủ đây. Anh uống gì nữa.